Hello, xin chào mọi người nhá. Bước chân về Hà Nội cái là lại đón đại ca, cho đại ca đi chơi. Đấy, mọi người nhìn cái mặt đại ca trông sải khệnh chưa? Lên đường thôi. Tam đảo, thẳng tiến. Sau một lúc đã đến nơi, anh em ạ. Một cái villa khá là to, khá là rộng, có thể chứa đến 50 người. Đấy. Và các đàn em dạy, mọi người thấy cảnh rất là đẹp. Anh em tranh thủ check in kỷ niệm một tí. Sau đó thì sẽ bơi. Bơi sau đó thì sẽ lướng BBQ. Thật sự là mình thấy rất là may mắn khi mà được quen biết rất là nhiều anh em bạn bè mà chân thành. Nên là chơi với nhau cũng có năm có tháng rồi. Thỉnh thoảng lại đi tụ tập với nhau lành mạnh như này cũng vui. Cho cả con cả cái, ai có gia đình rồi cho cả con cái đi. Đấy, rất là vui. Đấy, xả chết những ngày coi như là làm việc vất vả. Có rất là nhiều thứ để chúng ta có thể chia sẻ. Đấy, mọi người thấy không? Em út nhà mình rất là đông. Đấy. Xin chúc cả nhà mình một cuối tuần vui vẻ nhá.